Một ông chú đô con với gương mặt lâm ly hổ báo, nhưng mà lại là gương mặt vàng trong làng Hollywood. Một thần tiên tỷ tỷ có đầy đủ combo xinh đẹp, tài năng, danh tiếng. Những tưởng ngôn tình ngoài đời thực là đây. Nhưng chúng ta lại đang được chứng kiến phi vụ kiện tụng thế kỷ về bạo lực gia đình, phỉ báng, ở dơ, chơi dơ và còn nhiều hơn thế nữa. Chào mừng tất cả anh em đã cùng Messine đến với vụ kiện triệu đô của Johnny Depp và Amber Heard. Ngay bây giờ, hãy cùng ngược dòng thời gian rón rén tìm hiểu về sự kiện này nhé. Và xin lưu ý, đây chỉ là sản phẩm research dựa trên kinh nghiệm hóng hớt nên sẽ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành thôi nha. Let's go! Thông tin dành cho những gà mờ thì Johnny Depp là một diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Trong những năm 2000, Depp trở thành ngôi sao điện ảnh thành công nhất về mặt thương mại khi thủ vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim ăn khách đến từ vũ trụ cướp biển vùng Caribe. Nét diễn của anh cũng rất dị, cá tính và có chất riêng. Depp nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình với Đi tìm miền đất hứa và tiếp tục hợp tác thành công vang dội ở các phim như Cô dâu ma, Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet, Alice ở xứ sở thần tiên, đặc biệt là Charlie và nhà máy sô-cô-la. Tôi vẫn luôn nhớ về một ông chủ Willy Wonka sâu sắc và không kém phần thú vị. Sương sương những giải thưởng anh có thì chỉ bao gồm quả cầu vàng, Hiệp hội diễn viên màn ảnh, đề cử cho 3 giải thưởng Viện Hàn Lâm Mỹ và 2 giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh cùng một loạt đề cử Oscar khác với số tiền cát xê ít ỏi, đâu đó tầm 75 triệu đô la Mỹ một phim, ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới là nam diễn viên được trả lương cao nhất. Tính tới năm 2018, tổng tài sản của Depp là 200 triệu đô la Mỹ. Ước chừng với số tiền đó, anh em có thể sống thêm khoảng 1.000 kiếp rich kid nữa tại Việt Nam. Năm 2015, Depp kết hôn với Amber Heard. Cuộc tình phim giả tình thật khiến cho bao người ngưỡng mộ. Tưởng chừng đấng tối cao đã độ hết cho cặp đôi này. Vậy mà nhanh như một cơn gió, họ ly hôn vào hơn một năm sau đó. Cuộc chia tay diễn ra vô cùng ồn ào với một loạt cáo buộc đến từ nhà gái vì cho rằng nam diễn viên đã tác động vật lý, múa võ, đi đường quyền không thương tiếc với cô nàng. Một loạt bằng chứng được tung ra, phía nhà trai cũng không có phản bác mạnh mẽ. Đồng thời ngay thời điểm đó, mẹ ruột của Depp qua đời. Anh đã phải chịu cú sốc rất lớn. Tòa xử Amber thắng và nhận được khoản bồi thường 7 triệu đô la Mỹ, khoảng 160 tỷ đồng. Để chứng minh là mình không bóc mẽ vì vụ lợi, cô nàng đã mạnh miệng tuyên bố sẽ dùng toàn bộ khoản tiền cho việc từ thiện tại Bệnh viện Nhi Los Angeles. Tới đây thì có vẻ hợp tình hợp lý rồi. Depp từng có tiền sử nghiện rượu và chơi ma túy với Paul Bettany và Marilyn Manson. Biết đâu trong lúc hơi bê, anh tiện tay nựng vợ yêu cũ. 7 triệu đô thì cũng chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi. Ấy vậy mà đời là một cú lừa anh em ạ. Sau sự kiện ngày 25 tháng 8 năm 2016, Depp tuyên bố không gửi bồi thường cho cô mà sẽ viết séc gửi trực tiếp cho tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa của Amber Heard. Tuy là nước đi có phần đáo để từ nhà trai, nhưng suy cho cùng cũng chung mục đích việc thiện. Ấy vậy mà nàng Amber lại tiếp tục chuỗi ngày kiện tụng với một loạt lý do như chuyển tiền trễ, công kích, dọa nạt, vân vân và mây mây. Ông bà ta có câu, kiện thôi đừng kiện quá nó ố dề. Tháng 12 năm 2016, phía Depp phản đòn bằng việc yêu cầu nữ minh tinh bồi thường danh dự bằng khoản tiền 100.000 đô. Nguyên nhân đến từ việc Amber cứ nhai đi nhai lại câu chuyện cũ trên phương tiện truyền thông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và uy tín của anh. Messine tôi nghĩ rằng là Depp chỉ đang dằn mặt, muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc thôi, chứ nhiều đó đối với anh thì đã là gì? Sau khi nhận khoản bồi thường ngược lại từ vợ cũ, tháng 1 năm 2017, cả hai chính thức ly hôn. Nếu đất nước Ấn Độ có cô dâu 8 tuổi, thì ở đây chúng ta có phiên tòa 8.000 tuổi. Tháng 8 năm 2018, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ Amber đã từng ị bậy trên chính chiếc giường cưới của họ. Sốc nhất trong vụ kiện thế kỷ là chi tiết này anh em ạ. Đẹp mà ở dơ thế. Năm 2019, Johnny Depp tiến hành khởi kiện vợ cũ lẫn tờ Sun tội phỉ báng bịa đặt khi Amber lại tiếp tục lên tờ The Washington Post nhắc lại chuyện bị bạo hành. Đây có lẽ là ngòi nổ cuối cùng chạm đến giới hạn của nam diễn viên. Depp quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng, tung 87 video làm bằng chứng, đòi bồi thường 50 triệu đô, 1.148 tỷ đồng, nhưng mục đích cuối cùng là đòi lại danh dự. Với pha lật như lật bánh tráng rằng anh chưa từng bạo hành bất kỳ người phụ nữ nào. Hơn nữa, chính anh mới là người bị bạo hành đến mức phải nhập viện, bị ném chai rượu làm đứt ngón tay, châm thuốc lá vào mặt.
Nam diễn viên đã cố gắng để duy trì cuộc hôn nhân, tránh xa bạo lực gia đình vì tuổi thơ đã từng sống chung với nó. Đẹp luôn chọn cách im lặng rời đi mỗi lần cãi vã, nhưng vợ cũ dọa sẽ chết, gài anh, la hét như thể chính mình mới là người bị hại. Thế hóa ra cuối cùng là vũ thê chứ không phải vũ phu à? Chưa dừng lại ở đó, tháng 6 năm 2019, video được trích xuất từ camera trong thang máy đã tố cáo Amber giả mạo thương tích, cắm sừng Johnny Depp, qua lại với tỷ phú công nghệ kiêm ông chủ mới của Twitter Elon Musk ngay chính trong ngôi nhà của họ. Lịch sử tình trường của cô nàng này cũng không phải dạng vừa khi đã từng bị bắt giữ vào năm 2009 ở Washington vì nghi vấn đánh đập người tình đồng giới, nữ nhiếp ảnh gia Tasia Vanry. Ôi dồi ôi, nếu sự thật chị đẹp mà như vậy thì quả này chỉ có là đa nhân cách, nói dối quen mồm, diễn xuất quen thói thôi anh em ạ. Drama còn hơn cả sống chung với mẹ chồng. Hẳn là chú cướp biển nhà ta cũng mệt mỏi, muốn vào bờ lắm rồi. Anh em nghĩ câu chuyện bùng binh này kết thúc chưa? Chưa, vì Amber Heard lại tiếp tục khóc lóc và kiện ngược lại nam tài tử với số tiền 100 triệu đô, 2.296 tỷ đồng, vì làm xấu hình ảnh của cô. Cuối cùng, ngày 1 tháng 6 năm 2022, theo giờ địa phương vừa qua, tòa tuyên án Johnny Depp giành chiến thắng trong vụ kiện vợ cũ. Theo đó, bồi thẩm đoàn xác định Amber Heard cung cấp thông tin sai sự thật khi nói rằng Johnny Depp bạo hành cô trong suốt thời gian chung sống. Amber Heard buộc phải bồi thường hơn 10 triệu đô tội phỉ báng. Trong khi đó, bồi thẩm đoàn phát hiện, thông qua luật sư cũ Adam Watson, Depp đã nói xấu Heard, tài tử sẽ phải trả vợ cũ 2 triệu đô tiền bồi thường thiệt hại. Dù kết quả đã rõ, nhưng tàn dư từ vụ kiện này là vô cùng lớn. 4 năm qua, cả hai chôn vùi sự nghiệp, cuộc sống, hình ảnh cá nhân bởi những vụ kiện cáo không lối thoát. Về phía đằng gái, ngôi sao Aquaman đã mất từ 45 đến 50 triệu đô cho các dự án tiềm năng mà cô đáng ra có thể được nhận nếu như vụ kiện này không xảy ra. Và có thể sau phán quyết lần này, sự nghiệp của thần tiên tỷ tỷ sẽ đi vào ngõ cụt khi đứng trước cuộc tẩy chay toàn cầu. Nước đi này chị đẹp sai quá sai. Còn đối với đằng trai, trước khi thành công lấy lại danh dự thì dần như đã mất tất cả từ công việc đến danh tiếng. Không biết là sau vụ việc lần này các ông trùm Hollywood có quay xe không? Chứ tôi là thấy nhà mốt Dior đỉnh của chóp rồi đấy. Dự là chuẩn bị cháy hàng nữa đây. Kết thúc chuyên mục hóng hớt ở đây. Hãy cùng đón chờ sự trở lại của ông hoàng tuổi thơ, quý ngài kiện tụng, tài tử Johnny Depp. Johnny Depp mãi đỉnh. Trước khi tạm biệt, nhớ like, share và đăng ký kênh để đẩy view ủng hộ Messine ra nhiều video chất lượng hơn. Bye bye, hẹn gặp lại.